chính quyền Triều Tiên để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với Nhật Bản, trong đó có việc mời lãnh đạo Nhật Bản tới thăm Bình Nhưỡng, tuyên bố được bà Kim Jo-chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đưa ra mới đây. Trong một tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố, bà Kim Jo-chung nhấn mạnh không có lý do nào để hai nước không xích lại gần nhau hơn. Bà cho hay lãnh đạo Nhật Bản có thể tới thăm Bình Nhưỡng vào một thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng Triều Tiên hiện chưa có bất cứ kế hoạch nào nhằm cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Bình Nhưỡng sẽ xem xét và chờ thêm những ý kiến của Tokyo. Phát biểu của bà Kim Jo-chung được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào hồi tuần trước cho biết ông nhận thấy sự cần thiết mạnh mẽ phải thay đổi mối quan hệ hiện nay giữa Tokyo và Bình Nhưỡng và rằng ông đang triển khai những hành động liên quan. Quân đội Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công ở Liban trong một động thái có thể làm tăng thêm lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự lớn giữa hai nước láng giềng sau nhiều tháng bạo lực xuyên biên giới. Trong cuộc không kích vào đêm ngày 14 tháng 2 nhằm vào thành phố Nabatieh của Liban, thì quân đội Israel đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của lực lượng Rawan của Hezbollah và cấp phó của nhân vật này. Theo quân đội Israel, hai nhân vật trên là Ali Muhammad Anbas và Ibrahim Issa. Trong đó, Anbas đã hỗ trợ dàn dựng vụ đánh bom bên đường tại miền Bắc Israel hồi tháng 3 và tham chiến xuyên biên giới kể từ hồi tháng 10 năm ngoái. Quân đội Israel cũng thông báo các máy bay chiến đấu đã tấn công hàng chục mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hezbollah tại khu vực Wadi Saluki ở miền nam Liban trong ngày 15 tháng 2. Căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Liban-Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, sau khi nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban nã hàng chục quả tên lửa về phía Israel. Động thái này diễn ra một ngày sau cuộc đột kích bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel. Đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah, Tel Aviv đã tiến hành nhiều vụ bắn pháo hạng nặng về phía đông nam Liban. Tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở cả hai phía, cũng như làm dấy lên lo ngại khả năng xung đột leo thang. Tình hình tại khu vực Biển Đỏ cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi thủ lĩnh của lực lượng Houthi ở Yemen Abdul Malik al-Houthi đã đưa ra tuyên bố cho hay lực lượng này sẽ tiếp tục tấn công các tàu thuyền chở hàng trên Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột với Israel. Phát biểu trên truyền hình, nhân vật này khẳng định lực lượng Houthi sẽ tiếp tục hỗ trợ người Palestine bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào các cơ sở của Houthi ở Yemen để đáp lại các cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào hoạt động hàng hải quốc tế trên Biển Đỏ. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã liên tiếp tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza leo thang. Các cuộc tấn công của Houthi làm gián đoạn hoạt động vận tải của thế giới trên tuyến đường biển quan trọng này. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm ngăn chặn hành động của Houthi. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cũng đã tổ chức cuộc thảo luận nhằm tìm lối thoát cho tình trạng bế tắc chính trị và bất ổn kéo dài tại Libya. Phát biểu tại cuộc họp, đặc phái viên hàng đầu của Liên Hợp Quốc về Libya, ông Abdoulaye Bathily, cảnh báo tình trạng bế tắc chính trị hiện nay đe dọa đáng kể tương lai của quốc gia Bắc Phi này, đồng thời nêu bật sự cần thiết của việc các đối thủ chính trị chủ chốt đạt được sự đồng thuận về các cuộc bầu cử đáng tin cậy. 13 năm sau cuộc nổi dậy ngày 17 tháng 2 năm 2011, người dân Libya vẫn khát khao một nền hòa bình và dân chủ bền vững. Để tránh đẩy đất nước vào tình trạng bị chia cắt, một thỏa thuận chính trị cần được đạt được giữa các đối thủ chính trị chủ chốt để thành lập một chính phủ đoàn kết, sớm tiến hành các cuộc bầu cử. Ông Bathily cảnh báo, phía các phe phái miễn cưỡng thỏa hiệp sẽ không chỉ gây phương hại cho tiến trình bầu cử, mà còn gây nguy hiểm cho sự thống nhất và tương lai của Libya. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế trong việc thuyết phục lãnh đạo các phe phái Libya tham gia đối thoại trên tinh thần xây dựng. Libya bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn kể từ khi quốc gia Bắc Phi nẻ hoãn các cuộc bầu cử toàn quốc, ban đầu dự kiến vào tháng 12 năm 2021. Chính trường Libya trở nên phức tạp hơn vì sự tồn tại song song của hai chính phủ đối địch, chính phủ đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận ở thủ đô Tripoli và chính phủ ổn định quốc gia ở miền đông nước này. Tháng 11 năm 2023, Liên Hợp Quốc đã mời lãnh đạo 5 lực lượng lớn ở Libya tới dự một hội nghị nhằm tìm lối thoát cho thế bế tắc hiện nay, song không có kết quả. Liên quan tới vụ nổ súng tại thành phố Kansas khiến ít nhất một người thiệt mạng và 21 người bị thương, cảnh sát Mỹ cho hay đã bắt giữ 3 nghi can và điều tra liệu những người này có liên quan tới vụ tấn công hay không. Hiện cảnh sát cũng đang xác định động cơ của vụ việc.
Cảnh sát cho hay vụ tấn công xảy ra khi khoảng 1 triệu người đổ về trung tâm thành phố Kansas để ăn mừng chiến thắng giải Super Bowl của đội bóng bầu dục thành phố. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa chắc chắn là cuộc diễu hành có phải là mục tiêu của vụ xả súng hay không. Nhà chức trách đang kêu gọi những người có thông tin hoặc là video liên quan đến vụ việc liên hệ với cơ quan chức năng để hỗ trợ điều tra. Đây là vụ bạo lực súng đạn mới nhất tại một trong những sự kiện và địa điểm được coi là an toàn ở Mỹ. Và sau vụ việc, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi người dân nước này ủng hộ việc cấm súng trường tấn công. Trong những ngày qua, tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đã tăng vọt ở hầu hết các quận ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Tình trạng trên buộc chính quyền thành phố phải khuyến nghị các cơ quan công sở và doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc tại nhà trong 2 ngày 15 và ngày 16 tháng 2 để đảm bảo sức khỏe. Mức độ ô nhiễm như vậy với những người làm việc ngoài trời thường gặp phải tình trạng ngứa mắt và khó thở. Để ứng phó với tình trạng trên, các biện pháp như là phát khẩu trang an toàn và hủy bỏ các hoạt động ngoài trời đã được thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân sống trong thành phố nên cập nhật thông tin về mức độ ô nhiễm không khí thông qua Live Alert của Trung tâm Thông tin Chất lượng Không khí, Chính quyền Đô thị Bangkok và tránh đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Tỷ lệ lạm phát trong tháng 1 của Argentina được thống kê đã tăng 254,2% so với năm ngoái. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong hơn 30 năm qua ở quốc gia này. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 của Argentina đã tăng 20,6% so với tháng trước, song thấp hơn mức tăng 25,5% trong tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, lạm phát trong tháng 12 năm ngoái đã tăng 211% so với cùng kỳ năm 2022. Các danh mục tiêu dùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lạm phát là hàng hóa và dịch vụ hàng ngày, tiếp theo là thực phẩm và đồ uống không cồn, thiết bị gia dụng, dịch vụ bảo trì và y tế. Số lượng kinh tế ảm đạm trên tiếp tục gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống Javier Milei, trong bối cảnh ông đã đưa ra nhiều biện pháp táo bạo nhằm kiểm soát lạm phát như phá giá đồng peso hơn 50%, cắt giảm trợ cấp vận tải và nhiên liệu, đồng thời loại bỏ các biện pháp kiểm soát giá. Hy Lạp đã trở thành quốc gia Cơ đốc giáo chính thống đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Các cặp đồng giới giờ đây cũng sẽ được phép là nhận nuôi con một cách hợp pháp sau cuộc bỏ phiếu trong ngày 15 tháng 2. Thủ tướng Hy Lạp cho biết luật mới sẽ mạnh dạn xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng diễn ra ở đất nước này. Tuy nhiên, đạo luật này cũng gây ra những bất đồng trong nước và gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Giáo hội Cơ đốc giáo chính thống Hy Lạp. Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp ủng hộ dự luật nhưng cần sự ủng hộ của các đảng đối lập để vượt qua ngưỡng quy định với hàng chục nghị sĩ từ đảng cầm quyền trung hữu của ông phản đối. Cuộc bỏ phiếu đã được các tổ chức LGBTQ ở Hy Lạp ca ngợi là mang tính lịch sử. Hiện 15 trong số 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thưa quý vị, theo một báo cáo gần đây, sau hơn 3 năm bị hạn chế đi lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì nhiều du khách nhận ra không nên trì hoãn chuyến đi du lịch bằng du thuyền sang một ngày nào đó. Ngày càng có nhiều người sống vì hiện tại hơn và muốn thực hiện chuyến du lịch mơ ước ngay bây giờ, thay vì chờ đợi thời điểm thích hợp. Năm nay thì ngành du lịch tàu biển đặt kỳ vọng là đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ khi mà số lượng khách đặt chỗ trước tăng mạnh. Các tàu du lịch đang tận hưởng thời kỳ bùng nổ sau những năm bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Con tàu du lịch lớn nhất thế giới có kích thước bằng gần 4 dãy nhà trong thành phố, gần đây đã bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên. Biểu tượng biển cả Icon of the Seas của tập đoàn Royal Caribbean có chiều dài gần 365m từ mũi tàu đến đuôi tàu. Con tàu hạng sang này có thể chở tối đa 7.600 hành khách cùng với 2.350 thành viên thủy thủ đoàn. Để giữ cho những con người này bận rộn trong suốt hành trình kéo dài, người ta đã mang lên Icon of the Seas nhiều dịch vụ mới lạ như công viên nước lớn nhất trên biển, bể bơi lớn nhất trên biển, sân trượt băng lớn nhất trên biển. Khoảng 50 nghệ sĩ và diễn viên hài giúp khách trên tàu giải trí thông qua các tiết mục biểu diễn khác nhau. Sau những năm bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch, ngành du lịch tàu biển đã tận hưởng thời kỳ bùng nổ. Chúng ta đang chứng kiến thời kỳ phục hồi đáng kinh ngạc nhất của ngành du lịch tàu biển sau đại dịch COVID-19. Nó thể hiện không chỉ qua sự quan tâm của khách hàng, mà cả về lượng đặt chỗ. Có nhiều tàu mới phải đến vài năm nữa mới ra mắt, nhưng đều đã được đặt chỗ trước. Ngành công nghiệp này hiện đang nhận đặt chỗ đến năm 2025 và 2026.
Trong đại dịch, tình trạng của chúng tôi rất thê thảm. Các con tàu nằm im, các cảng không được mở. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì hoạt động và giữ lại nhân viên. Từ lúc mở cửa trở lại, chúng tôi đã bận rộn liên tục đến nỗi không có thời gian để thở. Kể từ năm 1896, tập đoàn du lịch toàn cầu Hurtigruten Expeditions đã đưa du khách du lịch trên biển, ban đầu là quanh Na Uy và các vịnh hẹp. Tuy nhiên, hiện các chuyến du lịch phổ biến nhất của họ là đến Nam Cực. Điều thực sự thú vị là kể từ sau đại dịch, ngày càng có nhiều người muốn có chuyến đi bằng tàu biển trong đời. Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng thực sự về số người muốn đến các khu vực như Nam Cực hay Galapagos. Sau khoảng thời gian vài năm họ không thể đi du lịch và quyết định rằng bây giờ là lúc để bắt đầu những cuộc phiêu lưu mới. Mọi người bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống không kéo dài mãi mãi và hiện tại rất đáng trân trọng. Bây giờ chính là lúc để bước ra ngoài và nhìn ngắm thế giới. Triển lãm du lịch và kỳ nghỉ ở London, Anh chật kín khách tham quan. Họ đang tìm kiếm nguồn cảm hứng cho điểm đến tiếp theo của mình hoặc để nhận được ưu đãi đặc biệt. Sự kiện này thu hút khoảng 46.000 người tham quan chỉ trong 4 ngày diễn ra triển lãm. Du lịch bằng tàu biển thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng, một trong những xu hướng du lịch của năm nay và những năm tiếp sau.